Trời ơi, ba anh trai đẹp trai, mình lựa vòng một cái mà đeo vô một cái là đẹp lên liền. Chứ cái gì đồ giả đồ thiệt, đeo đồ thiệt vô đẹp thiệt luôn, không cần phải đẹp giả, khỏi cần sửa luôn đó anh. Đây đây đây, chỗ này đông vô nè. Đưa lửa đi, lửa đi, lửa đi. Ủa hộp cuối cùng hộp mà ông mua là sao? Ủa là sao? Không có tiền hả? Ôi trời ơi. Ê anh trai, ở cái gì mà chơi đồ giả không vậy? Ê, bố mà chị mua ủng hộ giùm em cái nè. Trời ơi, có rồi luôn rồi. Chứ anh trai, đẹp trai thì... chưa kịp mời luôn, lắc tay luôn. Chị gái, đẹp đẽ quá nè, cười tươi một cái mình mua cái dây tình duyên mình đeo lên cái chuỗi. Ủa sao mà cuộc đời mà ai cũng đeo chuỗi trên tay, đại người tụi ban đời ma quỷ nhiều quá hay sao vậy? Ý, anh chị, giờ đẹp đôi quá nè, ăn mặc sang trọng vậy mà đi cà phê bệnh hợp lý nha. Nhưng mà còn thiếu, mua mấy cái này chấn vô trong người một cái là hợp lý luôn. Thiệt không? Ừ. Anh, em thấy hai cái vòng ngọc trai này đẹp nè. Mình mua đi, anh một cái nhá. Thôi cái này đeo sao được. Hợp, cái này hợp với hai người nè. Đeo đi, mua đi. À, không thích hả? Thôi để em lựa cái khác. À, anh hai cái vòng vàng này đi. Trời, vàng hợp mạng hai đứa mình nè. Nha, mua cái này đi. Thôi, em thấy cái đó không hợp và không có cái gì hợp với hai anh chị hết ngoài cái này. Đâu, để chị coi. Đây. Đây là dây ông tơ bà Nguyệt. Cô quên nguyên con hồ ly Nguyệt con này. Đeo cái là tình duyên lên phơi phới luôn, hai anh chị đó, hợp nhau luôn, yêu nhau tới già luôn. À, anh trời, cái này là em thích nè. Em chưa có mua cái này luôn á, hay là anh mua cho em cái này đeo đi, đẹp. Ôi, nè. Em đeo nhiều rồi nè, đeo cái gì nữa. Thôi nhưng mà cái này em chưa có. Nói nghe nè, đeo cái này vô một cái nha. Hai anh chị là sống đời ở kiếp với nhau mà con cháu chết hết mà vẫn còn sống chung đó. Anh nghe chưa, chẳng những mà hạnh phúc sống chung nhà mình còn sống dài nữa, mình chôn hết con cháu rồi mình vẫn còn sống chung. Anh muốn cái này đi, được nè. Có tin mấy cái này. Thôi mà, gì? Trời ơi. Mua, năn nỉ đi mua đi. Thôi anh trời. Tao không mua đâu, mua đi em ơi. Trời, em có đòi mua hộp sàn kim cương gì đâu. Mua cái này có nhiêu tiền đâu, anh mua giùm em đi. Rồi, giờ này tôi chốt nè, ai muốn mua giơ tay. Tao không muốn mua đâu, thôi đi giùm anh đi. Rồi, tao muốn mua rồi. Mua cái này là phải đồng lòng đôi bên, đúng không? Con đứa mua sao được. Mua mà mua cả đôi chứ, đây. Có một cái vòng mà. Tình yêu lớn quá, con cái vòng mua không nổi. Đó. Vậy thôi. Tình yêu không lớn nổi cái vòng vậy thôi. Chúc hai anh chị hạnh phúc nha. Tôi chóng mắt tôi coi nha. Ôi mà dạ, anh chị ơi.